Kháng thuốc là hiện tượng mà khi con người và động vật bị ốm so với các bệnh truyền nhiễm thì thuốc không còn tác dụng nữa. Đặc biệt những cái bệnh mà do vi khuẩn gây ra, khi chúng ta dùng kháng sinh thì không còn tác dụng ở người và động vật nữa. Cái đấy người ta gọi là kháng kháng sinh. Hậu quả của kháng kháng sinh rất nặng nề. Hàng năm chúng ta có đến khoảng 700.000 người chết do kháng kháng sinh. Nếu chúng ta không làm gì, đến 2050 thì có khoảng 10 triệu người hàng năm bị chết do kháng kháng sinh. Kháng kháng sinh là vấn đề rất là phức tạp, nên chúng ta cần một cách tiếp cận hệ thống. Và hiện cách tiếp cận một sức khỏe là cái cách tiếp cận mà giúp chúng ta tìm hiểu được cái cơ chế kháng thuốc giữa người, động vật và môi trường. Và khi chúng ta có một cơ chế giám sát tích hợp, huy động được các cái lĩnh vực y tế, thú y và môi trường làm việc được cùng với nhau, từ đó chúng ta đề xuất được những cái giải pháp đồng bộ và hiệu quả hơn trong việc chống kháng thuốc.